rất là ngon ha, rất hấp dẫn ha. Các bạn hãy làm cho mấy đứa trẻ nhà mình thưởng thức ha. Anh chị và các bạn thấy hay chia sẻ cho bạn bè cùng làm, và nhớ like, share, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ cho mình ha. Xin chào anh chị và các bạn, hôm nay mình chia sẻ một món bánh ăn chơi rất là dễ làm, ăn cũng ngon ha. Đó là bánh khoai tây chiên xù. Có là 300g khoai tây, một ít phô mai que, 100g bột mì, một quả trứng gà, một ít bột xù chiên xù và 30ml sữa tươi. Rồi các bạn vào bếp của mình ha. Cái 300g khoai tây này là mình đã gọt vỏ ra rồi mình cân ha. Giờ cắt nhỏ ra. Bây giờ các bạn luộc khoai tây cho nó chín mềm ha. Rồi bây giờ đã mềm, lấy ra ha. Bây giờ các bạn tán nó ra ha. Các bạn cho 1/3 muỗng cà phê muối. Mình dùng 2 muỗng canh bột mì ha. Rồi các bạn trộn lại. Rất là dẻo ha. Mình có 3 cây phô mai que, mình cắt làm 3 thì sẽ là 9 cục bột ha. Giờ mình sẽ cắt làm 3 ha. Đây các bạn cho phô mai vô để bọc nó lại. Mình làm giống như con kén vậy ha. Đây, rất là đẹp ha. Bây giờ các bạn bỏ tủ lạnh khoảng 30 phút cho nó cứng lại rồi mình mang đi chiên nha. Rồi mình cho sữa vào tô ha. Cho một quả trứng. Rồi các bạn đánh tan ra ha. Rồi bây giờ cho bột vào. Cái bột của mình hơi đặc chút ha. Các bạn đánh bột đặc ha. Như vậy là 100g bột thì mình xài vô khoai tây rồi, cho này khoảng 50g. Khoai tây khoảng 50g, đây khoảng 50g ha. Và chừa lại. Nhớ pha bột cho đặc ha. Cái bột mình hơi cứng rồi ha. Nhúng vào bột. Rồi mình vô qua bột xù ha. Rồi các bạn bỏ chiên ha. Thơm ngon hấp dẫn ha. Nhất là mấy đứa trẻ nó rất là mê. Mấy đứa nhỏ nó rất là mê ha. Đây là bánh khoai tây phô mai. Rất ngon.
rất là ngon ha, rất hấp dẫn ha. Anh chị và các bạn thấy hay, chia sẻ cho bạn bè cùng làm. Và nhớ like, share, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ cho mình ha. Bye bye.